Đăng ký mua tài liệu học cờ trên các thiết bị thông minh Android, iPhone, iPad, máy tính, laptop. Liên hệ Zalo 0904874002. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Học Của Tướng Online sẽ gửi tới các bạn bài phân tích và bình luận nhanh về một trận đại chiến rất hay diễn ra trong trận tranh 3-4 của giải cờ tướng hạng Tuế Bôi năm 2021, thi đấu vào buổi tối ngày hôm qua, ngày 17 tháng 2 năm 2021 ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, giữa người cầm ấn đỏ đi tiên là đoạn chiến vương Hồng Chí đại chiến cùng Hoàng Viện Thần Quân Tường Xuyên, những cao thủ thuộc top đầu của Trung Hoa Kỳ Nghệ. Đây là hai bại tướng trong hai trận bán kết rất hay vào trong buổi chiều ngày hôm qua. Trong năm bán kết đầu tiên thì hai bên thi triển đã có tỷ số hòa chung cuộc, mỗi bên đều có 5 điểm và bắt buộc là phải bước vào trận cờ chớp này để có thể tìm ra ai là người giành thắng lợi tranh hạng 3, như là phần thưởng 40.000 nhân dân tệ, khoảng 140 triệu đồng tiền Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng xem. Lá thăm đã đưa bên của Hồng Chí là người cầm đỏ đi tiên. Anh khai cuộc bằng phương án khởi mã cuộc, một biến hóa rất được Hồng Chí ưa dùng trong những trận cờ gần đây. Bên đen của Tường Xuyên nhanh chóng đối phó bằng binh 7-1, tiến tốt để làm khó lộ mã của bên tiên. Bên đỏ binh 7-1, bên đen của Tường Xuyên phát triển mã 8-7 ngay. Mã 8-7, bên đen mã 2-1, bên tiên tự 7-5. Xe 1-1, Hồng Chí cho tiến binh biên. Tường Xuyên tự 7-5, và bên đỏ cho tách phó qua để mở đường xe 9-8. Bên đen phó 2-3 và đánh cờ thiên trên thì bên tiên có hai nhánh cờ có thể đi. Một là biến hóa tách con pháo 2-1 tạt qua biên để có thể mở mặt đường ra xe. Trong thực chiến của trận hình trên thì bên đỏ đã quyết định phương án khá tấn công, hệ thống cờ mã 7-8 ngay. Bên đen nhanh chóng xe 1-2 ép buộc là bên đỏ phải thoát đi và đường cờ văng mã qua đường biên. Tách pháo tránh đòn và thủ pháp tiếp theo phương án cờ nhấc xe 1-1. Bên đen xịn 6-5. Hồng Chí cho nâng tiếp một hoành xe, đây một cái hệ thống song hoành xe khá mạnh của bên đỏ có thể càn quét đường tấn công của bên đen. Bên đen xe 2-3, bên đỏ của Hồng Chí cho tách qua ngay, không đấu và chạy qua lộ tứ. Xe 1-4, sau khi bên tiên đi đường cờ xe 1-4 thì bên đen của Tường Xuyên anh cầm con pháo ở tay sĩ đề vật, sĩ ngay của bên đỏ. Ngoài ra có thể lựa chọn biến hóa khác là đường cờ tách pháo qua biên có phần ổn thỏa hơn. Trong thực chiến của hình cờ thì bên đen đã tương đối cầu công trong hình cờ trên, lập tức cho pháo quật sĩ ngay và bên đỏ của loạn chiến mờ vương cầm xe thoái về, ép bên đen phải thoái pháo về và tiếp theo thủ pháp xe 8-6 ngay. Các bạn thấy đâu, tạo ra một cái thế kiểm tỏa khá nhiều. Tuy nhiên thì bên đen cũng đi một vài đường cờ các bạn thấy là rất cao, phương án tách xe qua mới đấu cây. Sau khi bên đỏ ăn lên thì bên đen đã vận quân đi đường hệ thống cờ mã 7-6 tiến mã ăn xe, đồng thời giữ luôn con pháo chiến của bên mình. Ở bên tiên tiếp theo là đường cờ binh 9-1 tiến tốt đường biên. Ngoài ra trong bối cảnh mà bên đỏ thò phá qua thì sao? Khi đó bên đen hoàn toàn có thể đi tình huống cờ binh 7-1 ngay, tiến tốt để mượn đường tấn công qua, và bên đen vẫn có thể chơi khá cân bằng đối với bên tiên trong hình cờ trên. Chúng ta sẽ cùng đón xem trong thực chiến của trận đấu này thì loạn chiến vương Hồng Chí anh cầm con binh 9-1 tiến tốt tấn công. Nếu để cho bên đỏ bò được con tốt này qua sông thì bên đen sẽ phải gặp áp lực rất nhiều. Bên đen xe 9-6, bên tiên binh 3-1 tiến tốt và đường cờ xé tượng qua. Sau khi bên đỏ xé tượng thì bên đen lập tức thoái con pháo về để trấn thủ ngay. Ngoài ra có thể đi biến khác như đường cờ pháo 8-7. Bên tiên thoái về thì có thể lắc con xe 6-7 qua lộ 8 để tìm cách tấn công. Chúng ta sẽ cùng đón xem trong thực chiến thì bên đen ngay lập tức cho thoái pháo về để phòng thủ ngay. Bên tiên cho thoái tượng mã 1-3, đây là cái ý tưởng có thể mượn đường cho mã 3-4. Bên đỏ lập tức phóng con mã 9-7 để kê đường không cho bên đen có thể đe dọa đường hướng trên. Sau khi bên tiên thả đường cờ mã 9-7 thì trong thực chiến của hình cục, bên đen của Tường Xuyên anh cầm con xe chạy qua lỗ 7. Ngoài ra có thể đi từ hướng cờ xé tượng qua để dùng cái đường cờ là pháo 8 để tấn công thì có phần tốt hơn cho hình cờ của Hoàng Viện Thần Quân Tường Xuyên. Các bạn thấy được là trong thực chiến thì bên đen lập tức cầm con xe chạy qua lỗ 7. Và bên tiên đã có thời cơ đi tình huống cờ tiến xe để làm khó vị trí mã đã đứng ở lỗ lục của bên đen. Bên đen mã 6-7, bên tiên cho pháo 2-1 ngay, một đường cờ khá hay có thể chuyển qua lỗ 7 cũng như là đang đe dọa đường cờ pháo 2-3 để tạm thời giam quân của bên đen. Pháo 8-7 và đường cờ xé tượng qua để hạn chế tầm hoạt động của đường mã của bên đen, đồng thời đang phục tiếp cái thủ pháp pháo 2-7 để tấn công. Các bạn thấy đây hình cờ mà bên đen đang tương đối lâm nguy khi hình cờ khá chật chội.
Trong thực chiến để xử lý thì bên đen lựa chọn biệt hóa là xe 7 bình 6 ngay. Tuy nhiên đây là một đường cờ có phần mất nước. Của bên đen người ta có thể đi trực tiếp đường cờ bình 5 tiến 1 phế tốt để có thể tạt pháo qua, vừa nhóm tượng vừa đe dọa đường cờ xe 7 tiến 3 để thể phòng thủ điểm tốt của bên mình. Các bạn thấy được trong thực chiến thì bên đen của Tướng Xuyên anh cầm con xe 7 chạy vào đầu lục, và bên tiên lại có thời cơ chạy con pháo 2 bình qua lũ 7 ngay đe dọa đường cờ tấn tốt, một hình cờ rất là khó phòng thủ dành cho bên đen. Trong thực chiến quỳnh cờ trên thì do thời gian đủ khá ngắn thì bên đen của Tường Xuyên anh đi một đường cờ có phần sai lầm khá nhiều, đường cờ xe 6 tiến 3 để cho bên đỏ có thời cơ vật pháo bắt tốt và hình thái bắt đôi. Ngoài ra có thể thoái tượng về thì có phần tốt hơn trong hình cờ như vậy, mặc dù bên đỏ vẫn đứng ở cái thế ưu hơn. Chúng ta sẽ xem trong thực chiến của hình cờ thì bên đen của Tường Xuyên anh đi đường cờ xe 6 tiến 3 và bên tiên tất nhiên là cầm pháo để quật tốt ngay, tạo nên trạng thái bắt đôi. Bên đen chạy xe, bên đỏ nhẹ nhàng cầm con pháo 7 tiến 2, tạo ra cái hình thái hơn quân. Và các bạn thấy được là bên đen của Tường Xuyên đứng ra một hình cờ rất là khó đi. Anh lập tức điều xe qua, bên tiên tách pháo qua và đường cờ tiếp theo phương án xe 1 bình 3. Tuy nhiên thì đây là hình cờ mà các bạn thấy được là bên đỏ đang có điểm hình tấn công khá mạnh. Đầu tiên thì hồng chí cho tượng 3 tiến 5, tiến tượng để phòng thủ. Tiếp tục sĩ 4 tiến 5. Bên đen tượng 3 tiến 1 cho tượng đường biên. Và bên đỏ đã quyết định phương án là xe 6 thoái về, 10 đấu cây. Ngoài phương án trên thì bên tiên cũng có thể dùng con pháo để vật tượng ngay, để một hình cờ tấn công rất là hay. Và khi đó các bạn thấy được là bên đen sẽ có hai tình huống cờ. Một là phương án xả tượng về để phòng thủ, hoặc là phương án cầm con pháo vượt qua. Tuy nhiên nếu mà cầm con pháo vượt qua thì bên tiên hoàn toàn có thể tấn công rất là mạnh tay bằng phương án cờ pháo 9 tiến 1. Bên này thoái tượng thì có thể thả tiếp đường cờ mã 7 tiến 8 ngay, vừa đe dọa đánh tượng xuất cục mà còn đe dọa đánh tượng sau khi đó còn ăn về xe, và bên đen sẽ phải thua cuộc cho bên cờ nếu mà xử lý như vậy. Chúng ta sẽ cùng xem một biến hóa khác mà bên đen xử lý bằng tình huống cờ thoái tượng trước thì sao. Khi đó bên đỏ có thể ăn qua ngay, bên này có vượt qua thì vẫn là tình huống cờ tách con pháo qua để bắt con mã của bên đen, vì cờ có thể là bên đỏ rất yêu. Trong thực chiến của trận đấu trên thì bên tiên của hồng chí không xử lý như vậy, lập tức cho thoái xe về 10 đầu cây. Bên đen đang đứng ở cái trạng thái khá kém, không muốn đấu cây, anh đi đường cờ xe 3 thoái 1 của Tường Xuyên. Bên tiên cho thoái mã về một đường cờ, các bạn thấy là vừa bắt tượng vừa bắt xe, chạy đi và pháo bắt tượng ngay, đâm chiếu thoái về và tiếp theo xe 2 thoái 1. Và bên đỏ nhẹ nhàng đi tình huống cờ tiến pháo tấn công chiếu tướng. Sau tình huống đó diễn ra thì bên đen của Tường Xuyên đã phải buông cờ nhận thua, bởi các bạn thấy đánh tiếp bắt buộc là phải thoái tượng về, khi đó bên tiên sẽ cầm con pháo để vượt qua và bắt chết tiếp con mã của bên đen ở cánh còn lại. Như vậy là kênh học của Tuấn Online vừa phân tích và bình luận xong của các bạn về đánh trên. Như vậy là với chiến thắng này thì Hồng Chí đã vượt qua Tường Xuyên để giành được vị trí hạng 3 của giải đấu hạ tuế bôi đầu năm 2021 cùng phần thưởng 40.000 nhân dân tệ, khoảng 140 triệu tiền Việt Nam đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.